tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của tháng 11. Và những ngày đầu của tháng 11 là những ngày chúng ta sống trong đỉnh cao của mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, mầu nhiệm hiệp hội thánh thông công. Hiệp thông trong dân thánh nghĩa là chúng ta hiệp thông trong ân phúc và hiệp thông trong đau khổ, trong thanh luyện. Nếu như ngày hôm qua, trong ngày lễ các thánh nam nữ trên trời, chúng ta đã hiệp thông với tất cả những anh chị em được về với Chúa, được hưởng phúc thiên đàng trong ân phúc của các ngài, thì ngày hôm nay hội thánh mời gọi chúng ta hướng về nơi thanh luyện, nơi mà các đặng linh hồn đang đau khổ, đang thanh luyện để chờ ngày được hưởng phúc thiên đàng. Trong đó có rất nhiều người là ông bà tổ tiên, nội ngoại, anh chị em và bạn hữu của chúng ta, đã là những người đã ra đi trước chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại phải tưởng nhớ đến các linh hồn, và các đặng linh hồn là ai? Trước hết, câu hỏi các đặng linh hồn là ai thì sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1030 nói như thế này: các đặng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ơn nghĩa của Thiên Chúa, nhưng hiện nay còn bị giam giữ tạm thời trong luyện ngục vì những tội nhẹ đã phạm và vì chưa đền hết hình phạt của những tội lỗi đã được tha. Các ngài phải chịu sự thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng. Vậy sau khi đã xác định rồi các đặng linh hồn là ai rồi, thì chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao chúng ta lại cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Sở dĩ hội thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các đặng linh hồn, thưa là bởi vì các ngài không thể tự lập công chuộc tội cho mình được nữa, mà chỉ chờ vào lòng thương xót của Chúa, cũng như nhờ vào lời cầu nguyện, những hy sinh hàm mình của chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Các ngài bây giờ chỉ sống nhờ vào lòng thương xót của Chúa và của tha nhân, đó là của những người thân yêu như chúng ta. Và khi cầu nguyện cho các đặng linh hồn là một cách chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, tuyên xưng Thiên Chúa là đứng ban cho chúng ta sự sống lại, sự sống đời đời, như được nói đến trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đồng thời khi cầu nguyện cho các đặng linh hồn là chúng ta phó thác các ngài cho lòng xót thương của Chúa, cũng như tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm các thánh thông công. Cầu nguyện cho các đặng linh hồn cũng là một cách trực tiếp chúng ta bày tỏ lòng tưởng nhớ, lòng hiếu thảo, lòng biết ơn và lòng bác ái đối với tổ tiên, ông bà, anh chị em của ta, những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các đặng linh hồn vì qua lời cầu nguyện của ta, không những các đặng linh hồn được phúc thiên đàng nhưng còn sinh ích cho chúng ta. Nghĩa là qua việc chúng ta cầu nguyện cho các ngài thì chúng ta cũng được hưởng cái ơn phúc khi chúng ta xuất sang tham dự thánh lễ, khi chúng ta làm việc lành phúc đức, khi chúng ta ăn năn đền tội, kính thưa cộng đoàn. Hơn nữa, khi chúng ta tưởng nhớ đến những người đã khuất, những người đã mồ yên mà đẹp ở đây, là chúng ta cũng là một hình thức để chúng ta nhớ đến phần người mong manh, yếu đuối, mộng giòn, chóng qua của chúng ta.
lần lượt chúng ta kẻ xiết trước người sau, chắc chắn chúng ta cũng sẽ về với lòng đất mẹ. Và vì khi chúng ta nhớ đến cái phần người của chúng ta, giúp chúng ta phải thay đổi cuộc sống, phải cố gắng sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và sống bác ái với mọi người, bớt tham lam ích kỷ, biết bớt tranh đua giành giật, mưu này mèo nọ đạp đầu cười của người khác. Chúng ta thay vào đó, chúng ta biết sống vì tha nhân, vì người khác, dành nhiều thời gian cho Chúa và cho gia đình nhiều hơn, cho những người thân yêu nhiều hơn, để rồi một ngày kia khi gọi rời khỏi cái mảnh cuộc đời tạm bợ này, chúng ta thanh thản ra đi về với Chúa. Vậy thì chúng ta tưởng nhớ các đặng linh hồn bằng hình thức nào? Có rất nhiều hình thức để chúng ta diễn tả lòng hiếu thảo, lòng biết ơn, lòng tưởng nhớ, lòng xót thương của chúng ta đối với các đặng linh hồn. Ví dụ như ngày hôm nay, rất nhiều người anh chị em chúng ta sẽ ra với nghĩa trang để tham dự thánh lễ, để thăm viếng các đặng linh hồn. Rồi trước đây, những ngày trước đây, chúng ta đã lần lượt đến đây hoặc đến phòng hài cốt để chúng ta dọn vệ sinh, làm lại ngôi mộ, vân vân. Rồi chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta vào nhà thờ tham dự xin lễ. Con nghĩ rằng tất cả những việc làm đó rất tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở cái việc là chúng ta ngày hôm nay ra tham dự thánh lễ với cộng đoàn ở đây, hoặc là mua một cái bông, một nén nhang ra đốt cho các ngài, rồi tạt vào nhà thờ xin thánh lễ, xong là thôi, thì chưa đủ. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Thưa cộng đoàn, nhân lễ cầu nguyện cho các đặng linh hồn trong tháng 11 này, Đức Hồng Y Marco Piacenza, chánh án tòa ân giải tối cao, gửi một lá thư đến cộng đoàn dân Chúa. Trong đó Đức Hồng Y mời gọi chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện cá nhân, đền tội, làm việc bác ái và làm những việc diễn tả lòng xót thương, làm mới lại đời sống đức tin của mình bằng cách xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, để rồi nhường lại cho các đặng linh hồn. Như vậy, việc cầu nguyện cho các đặng linh hồn không chỉ dừng lại ở việc chúng ta ngày hôm nay ra nghĩa trang chứng một thánh lễ, rồi chúng ta viếng nghĩa trang một vài lần là xong, thậm chí chúng ta xin lễ nhưng lại không dự lễ, mà cho việc quan trọng đó là chúng ta phải thay đổi lại đời sống của mình, làm mới lại đời sống đức tin của chúng ta, nhất là đến với Chúa trong bí tích hòa giải, nghĩa là đi xưng tội rồi tham dự thánh lễ, rồi làm những việc làm với tha nhân mang sứ điệp của lòng xót thương của Chúa. Đó mới là điều quan trọng, đó mới là điều hội thánh mời gọi chúng ta. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, trong tháng 11 này, chúng ta hãy dùng cái khoảng thời gian đặc biệt này để sống cái lòng hiếu thảo của chúng ta với ông bà tổ tiên bằng cách lập công chuộc tội cho các ngài qua việc làm mới lại đời sống đức tin của chúng ta, canh tân lại đời sống của mình trong tương quan với Chúa và tha nhân. Như con nói, đó là dành nhiều thời gian cho gia đình, cho Chúa nhiều hơn, bớt đi những cái giành giật, những ghen tương, những đố kỵ, thay vào đó có những việc làm mang tính bác ái, mang sứ điệp của lòng Chúa xót thương. Có như vậy thì các đặng linh hồn mới được hưởng nhờ công phúc của chúng ta, và rồi để khi về với Chúa, chính họ sẽ cũng cầu nguyện lại cho chúng ta. Xin Chúa qua lời chuyện cầu của các đặng linh hồn là ông bà tổ tiên của chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta biết tận dụng tất cả những gì Chúa ban trong tháng 11 này mà ra công chuộc tội, lập công để dừng lại cho các đặng linh hồn của chúng ta. Amen.